Trong năm học 2019-2020 sắp tới đây, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở 6 loại hình lớp học có tăng cường ngoại ngữ, đồng thời tiếp tục khuyến khích dạy tiếng Anh cho học sinh ngay từ lớp 1. Để thực hiện chủ trương hội nhập, việc đào tạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh đang được Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường ở các cấp. Thành phố tiếp tục khuyến khích các trường tiểu học có đủ điều kiện tổ chức dạy tiếng Anh cho học sinh ngay từ lớp 1. Riêng trường chuyên Trần Đại Nghĩa được tổ chức thi khảo sát năng lực bằng tiếng Anh để tuyển sinh lớp 6, còn các trường khác tuyển sinh lớp 6 theo hình thức xét tuyển.